Theo Thông tấn xã Việt Nam, sau khi Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết kêu gọi các nước EU dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây với Ukraine, Chủ tịch Duma quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cảnh báo tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat của Nga chỉ mất hơn 3 phút để đến Strasbourg, nơi Nghị viện châu Âu họp. Hãng tin Reuters của Anh cho biết hôm ngày 19 tháng 9, một đồng minh thân cận của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã cảnh báo các chính phủ phương Tây rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra nếu họ bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga. Cảnh báo nêu trên là của ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia, Hạ viện, Nga, đồng thời là thành viên Hội đồng An ninh Liên bang Nga, được đưa ra sau khi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu EU chấp thuận cho Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga. Ông Volodin viết trên Telegram, những gì Nghị viện châu Âu kêu gọi sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới sử dụng vũ khí hạt nhân. Thông điệp của ông Volodin có tiêu đề dành cho những ai không hiểu ngay từ lần đầu. Theo Reuters, đây là một ám chỉ rõ ràng đến lời cảnh báo của ông Putin vào tuần trước rằng phương Tây sẽ trực tiếp chiến đấu với Liên bang Nga nếu để Ukraine bắn tên lửa tầm xa vào lãnh thổ nước này. Reuters cho biết thêm xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Moscow và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, thời điểm hai siêu cường thời chiến tranh lạnh là Liên Xô cũ và Mỹ tiến gần nhất đến chiến tranh hạt nhân có chủ đích. Ngày 17 tháng 9, Tổng thư ký Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, sắp mãn nhiệm, ông Jens Stoltenberg đã nói với tờ The Times rằng nhà lãnh đạo Điện Kremlin đã tuyên bố nhiều lần ranh đỏ trước đó nhưng không leo thang xung đột với phương Tây khi chúng bị vượt qua. Tổng thư ký NATO nói, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin từng tuyên bố nhiều lần ranh đỏ trước đây nhưng ông ấy vẫn chưa leo thang, vì nhận ra điều này cũng liên quan trực tiếp đến các đồng minh NATO trong cuộc xung đột. Tổng thư ký NATO nói thêm, ông ấy chưa từng leo thang, vì ông ấy nhận ra rằng NATO là liên minh quân sự mạnh nhất thế giới. Họ cũng nhận ra rằng vũ khí hạt nhân, chiến tranh hạt nhân, không thể giành chiến thắng và không nên thực hiện. Và chúng tôi đã nói rõ điều đó với ông ấy nhiều lần. Sau đó vào hôm ngày 18 tháng 9, Điện Kremlin đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của lãnh đạo NATO về khả năng Ukraine tập kích tầm xa vào lãnh thổ Liên bang Nga. Khi đề cập đến tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nói với các phóng viên hôm ngày 18 tháng 9 rằng việc không tôn trọng những tuyên bố của Tổng thống Liên bang Nga là một động thái hoàn toàn thiển cận và thiếu chuyên nghiệp. Trong một nghị quyết không ràng buộc được thông qua vào ngày 19 tháng 9, Nghị viện châu Âu đã yêu cầu các nước EU ngay lập tức dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng các hệ thống vũ khí của phương Tây, được chuyển giao cho Ukraine chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Liên bang Nga. Ông Volodin viết, nếu điều gì đó như thế này xảy ra, Nga sẽ đưa ra phản ứng cứng rắn bằng cách sử dụng vũ khí mạnh hơn. Không ai nên ảo tưởng về điều này. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cho biết đối với Moscow, có vẻ như phương Tây đã quên mất những hy sinh to lớn mà Liên Xô đã phải chịu trong Thế chiến thứ hai. Theo ông Volodin, người châu Âu nên biết rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat của Liên bang Nga mà phương Tây gọi là Satan 2 chỉ mất 3 phút 20 giây để tấn công Strasbourg, nơi Nghị viện châu Âu họp. Theo Thông tấn xã Việt Nam, theo tờ Izvestia của Nga ngày 17 tháng 9, trong bối cảnh xung đột kéo dài với Nga, Ukraine đã nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ các quốc gia ở khu vực Mỹ Latin. Tuy nhiên, những nỗ lực này không đạt được kết quả như mong muốn. Theo đó, các cuộc đàm phán về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Mỹ Latin, vốn do Argentina khởi xướng, đã lắng xuống. Điều này phản ánh sự khó khăn của Kiev trong việc quyến rũ các quốc gia Mỹ Latin vào vòng ảnh hưởng của mình. Cuộc xung đột Ukraine-Nga không phải là ưu tiên của hầu hết các quốc gia trong khu vực Mỹ Latin. Đại sứ Nga tại Buenos Aires, ông Dmitry Fyodorov, trong cuộc phỏng vấn với Izvestia, đã khẳng định rằng cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe không có sự thống nhất về cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Fyodorov cho rằng các nước trong khu vực này đang đối mặt với những thách thức riêng, từ kinh tế đến xã hội, và do đó không có đủ nguồn lực để tập trung vào các vấn đề quốc tế như cuộc chiến ở Ukraine. Đại sứ Fyodorov nhấn mạnh, giải quyết những vấn đề nội bộ đòi hỏi sự tập trung nỗ lực và nguồn lực của các quốc gia này. Vì thế, việc can dự vào cuộc xung đột Ukraine không phải là điều mà họ ưu tiên. Điều này lý giải vì sao các cuộc đàm phán về một hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và Mỹ Latin đã không đạt được tiến triển. Một số quốc gia, đặc biệt là Brazil,
đã thể hiện sự quan tâm đến việc đưa ra các giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng họ vẫn chưa thực sự đẩy mạnh các hành động cụ thể để ủng hộ Kiev. Sự thiếu nhiệt tình từ các quốc gia chủ chốt như Argentina và Brazil càng làm giảm cơ hội của Ukraine trong việc nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khu vực này. Dù chính quyền Argentina dưới thời Tổng thống Javier Milei có lập trường thân phương Tây rõ ràng, Nga và Argentina vẫn duy trì mối quan hệ đối thoại tích cực. Ông Milei, được biết đến với quan điểm chỉ trích Nga và ủng hộ mạnh mẽ phương Tây, lên nắm quyền với cam kết thắt chặt quan hệ với các nước phương Tây. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản sự tiếp tục của quan hệ thương mại giữa Argentina và Nga. Đại sứ Fyodor Tistov đã chỉ ra rằng quan hệ thương mại song phương vẫn được duy trì, dù phải đối mặt với xu hướng tiêu cực trong những năm gần đây. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã giảm 1/3 so với năm trước và đã giảm gần một nửa kể từ năm 2021. Điều này cho thấy, dù có sự thay đổi chính sách đối ngoại, lợi ích kinh tế vẫn là một yếu tố quan trọng giữ cho mối quan hệ giữa hai nước tồn tại. Nga cũng vẫn duy trì các cơ chế hợp tác với Argentina thông qua Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Argentina về Hợp tác Thương mại Kinh tế và Khoa học Kỹ thuật. Ủy ban này giúp hai nước tiếp tục quan hệ trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, năng lượng, giáo dục và công nghiệp. Tuy nhiên, theo ông Fyodor Tistov, phía Argentina đã tỏ ra ít quan tâm đến việc tổ chức thêm các phiên họp mới của Ủy ban, mặc dù có những lời nhắc nhở từ phía Nga. Mặc dù vậy, việc Ukraine không thành công trong thu hút sự ủng hộ từ khu vực Mỹ Latin phản ánh một thực tế rằng các nước trong khu vực này không muốn bị kéo vào cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow. Mỹ Latin từ lâu đã duy trì lập trường trung lập, ưu tiên giải quyết các vấn đề nội bộ hơn là tham gia vào các xung đột quốc tế. Điều này không chỉ thể hiện qua sự im lặng của cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe mà còn qua những động thái cụ thể của các quốc gia chủ chốt như Argentina và Brazil. Ngoài ra, Ukraine cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Nga, một quốc gia đã có mối quan hệ lịch sử và kinh tế vững chắc với nhiều quốc gia Mỹ Latin. Dù Kiev đã nỗ lực để thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại với khu vực này, họ vẫn chưa thể đạt được kết quả như mong đợi. Nga, thông qua các cơ chế hợp tác hiện có, đã giữ vững được vị thế của mình trong khu vực. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 18 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố cần phải điều tra vụ nổ máy nhắn tin ở Liban. Vụ nổ máy nhắn tin cần được điều tra và thu hút sự chú ý của quốc tế, bà Zakharova nói với truyền thông bên lề diễn đàn phụ nữ Á, Âu lần thứ tư. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm rằng các chuyên gia phải đưa ra đánh giá cần thiết về vụ nổ này. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ không liên quan đến các vụ nổ máy nhắn tin tại Liban, đồng thời bày tỏ Washington tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng dọc biên giới Israel-Liban. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Không quân Patrick Ryder nói, tôi không có bất kỳ thông tin chi tiết nào để cung cấp về các báo cáo liên quan tới các vụ nổ máy nhắn tin ở Liban. Tôi có thể nói, bạn biết đấy, theo hiểu biết của tôi, hoàn toàn không có sự tham gia của Mỹ vào việc này. Một lần nữa, đó là điều chúng tôi đang theo dõi. Trước đó, tối ngày 17 tháng 9, giờ địa phương, Bộ trưởng Y tế Liban Firas Abiad thông báo 8 người đã thiệt mạng, trong đó có một bé gái, và khoảng 2.750 người bị thương trong loạt vụ nổ máy nhắn tin trên khắp đất nước vào cùng ngày. Trước đó, nhóm vũ trang Hezbollah cho biết các thành viên của nhóm vẫn sử dụng phương tiện liên lạc này. Chính phủ Liban và phong trào Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau vụ nổ. Theo phương tiện truyền thông, nhóm chiến binh Hezbollah có trụ sở tại Liban sử dụng máy nhắn tin như một hệ thống liên lạc khép kín ít bị tin tặc và nghe lén nhất. Phong trào Hezbollah cũng tuyên bố sẵn sàng ở mức cao nhất để bảo vệ Liban và người dân. Trong diễn biến mới nhất, ngày 18 tháng 9, Hezbollah cảnh báo sẽ đáp trả Israel vì vụ nổ hàng loạt khiến hàng nghìn người bị thương và tàn tật. Phong trào kháng chiến Hồi giáo tại Liban sẽ tiếp tục các hoạt động hỗ trợ Gaza như trước đây. Đây không phải là một quá trình liên tiếp, mà tách biệt với phản ứng gay gắt mà kẻ thù phải hứng chịu để đáp trả vụ thảm sát mà họ gây ra cho người dân Liban. Việc trả giá là điều không thể tránh khỏi, phong trào này cho biết trong một tuyên bố. Về phần mình, cho dù chưa lên tiếng chính thức về loạt vụ nổ máy nhắn tin nêu trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã họp đánh giá tình hình an ninh sau vụ việc. Theo truyền thông bản địa, nội dung cuộc họp của Israel nhằm tập trung xây dựng các kịch bản nước này có thể phản ứng trong trường hợp leo thang căng thẳng.